Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel Thi Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một dòng loa kẹo kéo với mức giá dưới 10 triệu mà theo mình nó hiện tại với tầm giá đó nó là gọi là top 1 hiện nay đó. Thì clip lần này thì dựa trên cái rất là nhiều những yêu cầu, những order của khách hàng nhờ bên mình cũng như Thi Vũ tư vấn cho những dòng loa mà có khả năng đáp ứng, có công suất đủ để đáp ứng cho trong nhà lẫn ngoài trời. Và thứ hai nữa là hát nó phải nhẹ nhàng và tiếng effect nó phải mượt mà. Clip lần này mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người và cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm nhé. Bắt đầu thôi. Ok, trước mặt mình đây sẽ là dòng loa của loa kẹo kéo ha. Dòng loa của Brosing. Mã sản phẩm sẽ là W15 Super 10. Cái mã nó hơi dài một xíu nha. Chắc là mình sẽ để tên sản phẩm ngay phía dưới này để cho mọi người tiện search về tham khảo về dòng sản phẩm này. Brosing W15 Super 10 ha. Thì dòng sản phẩm này qua cái ngoại hình đầu tiên á, thì mình ấn tượng ở hai điểm. Thứ nhất là về phần nước sơn. Nước sơn của con này khá là dày dặn mà dạng là làm kiểu dạng sơn cát. Dòng mới sơn kiểu này thì nó, bạn có thể quay lại gần một chút xíu cho mọi người coi. Với cái kiểu sơn như thế này thì nó đỡ chảy xước, nó sẽ tránh chảy xước khá tốt nha. Nó khá là dày và tránh chảy xước. Rồi thứ hai nữa, điều mình ấn tượng thứ hai nữa do cái lòng này á, là cái lưới, mặt lưới của nó. Mặt lưới của nó rất là dày và cứng nha mọi người. Mặt lưới của nó rất là dày và cứng mà mọi người có thể nghe mình đóng rồi đấy. Mọi thấy không? Rất là dày và cứng nha. Với làm một cái lưới dày và cứng như thế này thì thứ nhất là khi mọi người hát nó sẽ bị không bị rung mặt lưới như những dòng loa kẹo kéo khác. Những dòng loa kẹo kéo khác thị trường mình thường hay thấy là cái mặt lưới cái này khi hát nó rung rè 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 rất khó chịu. Mà cái tiếng tạp âm nó từ lưới ra chứ không phải là từ củ loa. Nên là lần này đồ sinh làm cái loa này nó cái mặt lưới nó rất là cứng. Ngoài ra đương nhiên không chỉ là dày không mà nó đủ đâu. Nó không có bí quyết trong đây nữa thì mình có thể mở đèn lên mọi người thấy. Không biết là quay phim thấy được không. Nhưng mà nó sẽ có cái gân ở đây nè. Nó sẽ gân cứng ở đây nè. Người ta làm một cái gọi là cái thanh này, không biết mọi người thấy không? Thấy không ta? Đó, nó sẽ có một cái thanh ngang chắn này nè. Đó, thì nó như kiểu ở gỗ mà nó đi từ thùng ra luôn á. Thì nó sẽ chắn ngang như thế này, nó làm cho nó có thêm một cái lớp nữa. Nó như thêm một cái gọi là như một cái cầu ngang đây nè. Đó, thì nó như nó sẽ làm mặt lưới nó có điểm tiếp xúc. Nó sẽ cứng hơn. Đó, nó khá là ngon ha. Đó, vì mình ghét nhất những cái dòng loa kẹo kéo mà cái lưới nó bị rung. Cái lưới rung này khó chịu lắm mọi người. Đây, cái dòng này với làm cách làm lưới như thế này chưa cần hát mình đã biết là chắc chắn là dòng này nó sẽ không bị rung lưới rồi. Đó, thì hai cái mà mình đầu tiên mình ấn tượng của nó là nước sơn và cái mặt lưới đã. Ok. Và cuối cùng cũng không có quan trọng là cái dynamic. Nếu mọi người nào mà là fan của Rosin sẽ biết cái dynamic này là của cái loa nào. Rosin có một cái loa xách tay, di động xách tay, đó là loa W8 Co8. Cái loa như loa Co8 thì cái mic này là cái mic của Co8. Cái mic của Co8 thì mọi người, nếu mọi người test rồi mọi người biết rồi, cái mic của Co8 chất lượng build nó rất là tốt, nó cho ra chất âm rất là dày dặn ha. Thì nó có lớp lánh này nhìn cũng khá là bắt mắt. Ok, về cái mặt này thì mình như theo cá nhân mình thấy thì nó cũng không khác gì các dòng Rosin khác ha. Thì nó sẽ có chép mic, chép bass của nhạc này, nó không nhầm chép của nhạc này. Cái phần effect của micro này, micro delay này, echo này, micro bass này, chép này. Rồi âm lượng nó là hết rồi. Xong, đơn giản, không có gì. Nói chung là khá là đơn giản cho một cái dòng loa kẹo kéo. Dòng loa kẹo kéo nó có out nữa nè. Nó có audio out, input với output đó, nó cũng đơn giản, nó cũng có đường guitar, đường mic. Cái này như là đợt trước là anh em mình có review dòng này rồi, nhưng mà là dòng super thường thôi. Còn Super 10 thì nó cải tiến về bên trong nhiều hơn, chứ còn về mặt bo mạch này mình nghĩ nó y chang, không khác gì đâu. Ok, mở lên coi. Nó có cả rồi, cái này thì là cái này nó có cổng USB để cắm USB vô nghe nhạc nè, rồi có thẻ nhớ nè, rồi play power tùy theo mình luôn nè. Đó, nói chung là cũng không có gì phức tạp ha. Thì mọi người tắt có thể tắt mở, mọi người có thể cắm điện trực tiếp luôn.
nó cũng có những tính năng khác, như là mình người gạt qua này để mình người cắm điện trực tiếp nó không có bình nữa, thì nó đỡ bị chai pin hơn, chai bình hơn. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Về chất lượng âm thanh thì để xíu nữa mình nhờ một bạn hát đi ha, chứ mình hát hơi dở, mình hát không có hay lắm, là chắc mình sẽ nhờ một bạn hát thử, test thử dòng này cho mọi người nghe. Thì với cá nhân mình thấy thì nếu mà với tầm giá 10 triệu đổi lại được chất lượng build như thế này, rồi nước sơn như vậy, tay mic đẹp như vậy, rồi cái mặt lưới này kia với chất âm này, thì thật ra con này là cá nhân mình thôi nha, thì mình thấy con này nó đang vượt trội hoàn toàn hơn so với các dòng sản phẩm khác thị trường. Nếu mọi người không tin thì mọi người có thể ghé Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm thử dòng này. Hiện tại mình đang có một con demo tại cửa hàng. Hồi trước thì khách bên mình hay bán cái con W15 Super, nhưng đợt này nó ra dòng nâng cấp nên mình sẽ có nghĩa là mình sẽ bán dòng nâng cấp này nhiều hơn. Clip đến đây là hết rồi. Thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn mình làm clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Vợ anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng ai. Vợ anh biết trái tim em cố hình bóng ai kia đâu chỉ riêng ai. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu sôi nữa.